Xin chào anh Thơ Quang và tất cả các bạn trên diễn đàn à. Anh Thơ Quang có nghe không ạ? Nghe hơi nhỏ mà để cái mi sát vô cái. Dạ. Hôm nay thì em xin chia sẻ cái câu chuyện của anh Thơ Quang. Thì nói chung là cái bọn chống cộng cực đoan thì em nghĩ là có những cái nguyên nhân sao mà tụi nó chống quyết liệt như vậy. Cái thứ nhất là tụi nó ôm cái thù hận. Anh cứ coi đi, những cái thành phần mà trốn sang Mỹ mà gọi là chống cộng á, đều là có cái tiền sử, gọi là có cái tiền sử là chống cộng. Ví dụ như là thằng 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 Trương Quốc Huy ở bên đây nó cũng vi phạm pháp luật cả núi, nó cũng làm chuyện này chuyện kia vi phạm pháp luật rồi á hả. Bây giờ nó tức khí quá thì nó qua bên kia, qua bên Mỹ được rồi, thì bây giờ nó rủa nó xả thôi. Hay là cha nội Hoàng Tấn Bạch, hình như em có nghe nói, hình như cũng là một cựu đảng viên đàng hoàng á, cũng là một tay gọi là cũng trong nhà nước á, nhưng mà chắc là cũng thoái hóa biến chất rồi, Đúng rồi. coi như là vi phạm kỷ luật, rồi cuối cùng là bay sang Đức, rồi bây giờ cứ nhao nhao lên là tìm cách là rủa xả, là vu khống. Hay là cái thằng gì đó, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng là cái dạng, là cũng dạng ở đây rồi vi phạm pháp luật rồi kiểu rồi sang kia. Thì tụi nó là ôm ôm cái mối hận đó, tụi nó cứ nghĩ đơn giản là cái cách mà tụi nó rao giảng chống nhà nước chống chế độ, giống như một cái cách mà tụi nó trả đũa trả thù vậy đó. Nhưng mà em thấy tụi nó khôn mà nhìn anh, tức là mình có nhiều cách để trả thù trả đũa, nhưng mà cái cách trả thù trả đũa mà mượn cái danh cờ vàng để mà chống cộng sản thì công nhận là khôn thiệt. Tại vì thực Đúng. tế mà nói là khi mà ở nước ngoài á, tụi nó nếu mà thực sự mà tụi nó qua nước ngoài mà tụi nó trực tiếp đi kiếm một cái công việc thì thực sự khó lắm. Rồi. Trình độ thì không bao nhiêu, trình độ học thức thì không bao nhiêu, rồi kiến thức cũng không bao nhiêu, cũng chả quen biết ai. Nhưng mà có một cái ở chỗ là cái cộng đồng người Việt của mình ở nước ngoài ấy, thì có một cái bộ phận khá là đông là những người họ thù cộng sản, và tụi Đúng nó rồi. đánh vào cái tâm lý đó, tụi nó biết là khai thác được, à cái xứ sở cái chỗ này là toàn là cái dân mà gọi chống cộng nè, mình live stream đi, mình live stream thì mình sẽ có người coi. Rồi. Em nói đơn giản, ví dụ như anh Thơ Quang cũng vậy. Bây giờ tại sao anh Thơ Quang mở, thì cũng một phần là do có một cái bộ phận người Việt chúng ta yêu nước thì anh Thơ Quang mới mở. Chứ bây Đúng giờ rồi. nếu mà cả nước bây giờ không ai yêu nước thì anh qua Thơ Quang mở ai coi, anh thu Đúng được cái gì, anh cũng chả thu được cái gì hết. Thì theo em nghĩ là nó cũng vừa là trong động lực là trả thù cay cú, tức tối cay cú, rồi một phần là thấy ở cái môi trường ở hải ngoại nó có cái điều kiện thuận lợi để mình có thể gọi là phát triển về cái nghề nghiệp của mình, hay gọi là cái công cụ trả thù của mình nó được thực hiện được. Chứ ở trong nước đâu có làm được đâu. Ở trong nước mà bây giờ muốn mà trả thù trả đũa thì phải nói theo kiểu là xuyên tạc theo kiểu mé mé, mượn một cái câu chuyện nào đó rồi nói chuyện mé mé chứ đâu có dám nói thẳng. Còn khi anh ra nước ngoài thì anh chửi thá ga, anh chửi là quá trời đất quá đất. Rồi có em nghĩ cũng có một phần nữa, một yếu tố nữa mà tới bây giờ là mình cũng hiểu được, đó là cái bộ phận người Việt mình ở hải ngoại á, em thấy có vẻ là cũng còn rất nhiều người không có cập nhật thông tin về đất nước. Thật sự Đúng là rồi, họ chính không có cập nhật thông tin về đất nước. Những cái tài liệu, những cái tư liệu, sách vở, thông tin mà họ coi được, họ xem được trong suốt bao nhiêu năm qua, hình như có vẻ họ không có cập nhật, không có update. Họ cứ lấy ba cái cũ cách đây 30 năm, 20 năm, hoặc là họ xem những cái báo đài của cái tụi BBC hay là mấy cái bài VOA, cái tụi phản động, họ cứ coi rồi hoài, coi hoài, coi hoài, coi hoài. Thì anh cũng biết rồi, suốt mấy chục năm mà một cái tư liệu đó, một cái nguồn thông tin đó mà nó cứ trôi hết ngày này đến ngày khác á, thì dần dần cái não bộ của anh là nó ứ luôn. Ta gọi là giống như là bị tiêm nhiễm. Em dùng từ là dạng giống như là bị tiêm nhiễm từ ngày này sang ngày khác. Thì cái điều không đúng đó, cho dù là cứ nói đi nói lại, nói tới nói lui là nó thành cái điều đúng. coi như là trên cái chiến thuật là giống như là nhồi sọ đúng không Bùi Tùng, nó nhồi từ ngày này qua ngoài khác, nó thành vô tình, nó thành một cái ức chế và nó nằm ở trong cái não của họ, là một cái tư duy như vậy đúng không? Và em thấy có một cái mánh khóe này mà tụi phản động ở nước ngoài nó khai thác rất là mạnh anh Thơ Quang, là gì? Là tụi nó khai thác những cái thành phần ở trong nước bất mãn ra nước ngoài. Vì sao như vậy? Bởi vì khi mà nó khai thác những thành phần này thì dân ở hải ngoại nói nè, dân từ trong cộng sản ra chống đối nè, thấy chưa? Đó, như vậy là cộng sản là bậy bạ, trong đất nước này toàn là bậy bạ này, người ta mới bỏ đi. Thì tụi nó cố gắng tìm kiếm trục vét cho được những cái đối tượng, những cái thành phần nào mà bất mãn trong nước để mà dí sang Mỹ, để cho các kiều bào, để cho các người Việt ở hải ngoại thấy, và giống như họ nghĩ rằng là cái đất cộng sản bây giờ tối tăm quá, bởi vậy người ta bỏ đi nè, mấy người này là họ họ ức chế nè. Nhưng mà thực Trời ra nào mình mà tâm. nói cái số lượng đó là cái số lượng thiểu số thôi, có bao nhiêu người đâu.
Bao nhiêu người là có cái chuyện này, vấn đề này, vấn đề kia ở đâu, mà hầu hết em thấy là vi phạm pháp luật, và tụi nó câu kéo sang đó. Thì kiều bào mình cứ nghĩ là trời ơi, vậy là mấy người này bị cộng sản rượt nè, cộng sản tàn ác như vậy nè. Rồi thế là họ, cho dù họ không tin, có thể là họ không tin, nhưng mà em thật sự em nghĩ là cái não họ cũng không thể đủ cái khả năng để mà phân tích nổi, Tiếp không nhận đủ đúng khả năng, không? À, không tiếp nhận được. coi như là in vô là coi như là báu vô luôn rồi. Ừ. Cho nên là mấy năm rồi, cũng một phần nữa em nghĩ là tại sao mà tụi nó là bu vô cái chuyện này nữa, là cũng là do một số cái đất nước sở tại. Em có cảm nhận là một số đất nước sở tại là tạo điều kiện nuôi Đúng. dưỡng cho tụi nó, ở Đúng. Mỹ, ở Đức cũng vậy. Có ai đời đâu mà một cái tổ chức phản động mà có văn phòng, Đúng rồi. đàng hoàng. Thì đó hồi trưa đó Bùi Tùng, chính vì hồi trưa anh mới mở một cái live đó là anh cũng lên án những đất nước đó, những chính phủ đó đã dung túng cho những cái tổ chức phi chính phủ, những cá nhân mà họ rồi những lời tuyên truyền về đất nước Việt Nam chúng ta, và theo một đó cách nhìn rõ ràng là họ đã xâm phạm vào cái chuyện nội bộ của Việt Nam rất là trắng trợn và thô bạo, đúng không Bùi Tùng, công nhận không? Thì về cá nhân là mình đứng trên góc độ là một người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là mình cực lực lên án về cái những tổ chức này và cũng như là những chính phủ này đã dung túng đó. Hồi trưa anh có làm cái live đó, không biết có Bùi Tùng có tham gia không, thì anh không biết. Em cũng có coi lướt 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 qua thì em thấy là như vậy, mà thật sự ra mà nói là cái đó là nước ngoài họ cố tình đó anh, không phải vô tình đâu, họ cố tình họ Đúng. làm như vậy. Những cái khoản đầu tư mà gọi là cái tụi phản động nó nói là USAID nè, tiền hỗ trợ USAID nè, Việt Nam được Mỹ cho. Trời đất ơi, USAID là mấy cái nguồn đó nó đổ đổ một hồi là nó đổ vô mấy cái trung tâm của tụi Thúy Nga này nọ, nó đổ vô trung tâm Thúy Nga rồi trung tâm Paris by Night, mấy chỗ chống chống phá nhà nước này nọ. Và thật sự mà nói là giống hồi nãy anh có nói về cái khía cạnh văn hóa, thì em cũng qua đây em cũng nói luôn, thật ra là cái thằng Paris by Night với thằng Thúy Nga là một ổ luôn, nó cũng là một ổ luôn, tức là ở trong đó em nghĩ là cũng Việt Tân nó cài cắm ở trong trong hết, Đúng thành rồi. phần phản động nó cài trong đó hết, nguyên cái ban điều hành đó em nghĩ là cũng có người tụi nó hết rồi, có Thì nghĩa thằng là Trịnh giờ Hội đó, cả cái thằng Trịnh Hội với cái thằng thằng gì ta? Trịnh Hội với thằng gì anh quên tên rồi. À, không biết Bùi Tùng nhớ không? Trong trong cái đám của Thúy Nga Paris đó có vài tay quên bà chào cái pin Trịnh Hội với ai? Tức quá, mới đây bất chợt nhắc ra anh không nhớ kịp. cũng nhớ đúng đúng, người ta nói Trịnh Hội thì cũng đúng, tại vì bên đó bây giờ cũng nhiều cái tên nhưng mà cũng không có thời gian, cũng khả năng mà nhớ nổi Đúng rồi, mình đó, bất chợt cho mình nên không là nhớ em kịp. dạ đó, thì tụi nó bây giờ là như vậy á, bây giờ bất cứ một cái ca sĩ nào mà muốn hát bên sân khấu của tụi nó là chỉ có cái sự lựa chọn thôi, à bây giờ kéo ra những cái bài ỷ ê, những cái bài chống cộng, những cái bài mà Đúng rồi. vinh danh chế độ cũ, thì cho hát thoải À, Nam mái, Lộc, đúng rồi, còn Trịnh hát Hội với Nam Lộc. Đúng rồi, Nam Lộc. còn mà Nhớ bây giờ nhớ. mà hát mấy cái bài mà chung chung tình yêu, hay là mấy cái bài mà gọi là gần gũi với chính chính quyền mà nội địa đó, là tụi nó tống cổ ra ngay, tụi nó không cho vô sân khấu, tụi nó không diễn. Mà anh cũng biết rồi, bây giờ ở hải ngoại có mấy cái sân khấu thôi, nếu mà nghệ sĩ Việt chúng ta không có được hát thì họ không có cách nào kiếm tiền. Mà anh cũng biết là bây giờ ở Mỹ mà kiếm tiền cực khó, cực Đúng. khó. Bây giờ sân Đúng khấu là đúng. cái miếng cơm, bây giờ mà người ta đẩy đi, người ta không cho hát thì anh lấy cái gì mà anh sống, nguồn nào anh sống được. Xin Cho nên chào. là em có không biết là anh Quang có nghe cái thông tin này không? Em có nghe cái thông tin là anh ca sĩ, cái ca sĩ gì mới mất ở bên Mỹ anh, Vân Quang Long á, Vương Quang Long. em có nghe phong phanh là hình như là anh Vân Quang Long ảnh không chịu hát bài chống cộng. Đúng rồi. Em có nghe thông tin là gọi là cũng hơi 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 không biết có đúng không, em mới hỏi vậy. Thật sự là nghe là ảnh không chịu hát chống cộng, ảnh Đúng chấp rồi. nhận là làm những cái nghề thấp nhất của xã hội để trụ trong cái xã hội Mỹ, chứ ảnh không là hát chống nhà nước đó. Đó, cái điểm Cho này nè nên là Tùng, anh thấy cái điểm này là Bùi Tùng, cái điểm này Bùi Tùng, anh xin lỗi Bùi Tùng đó, là nhân cái điểm này nè, thì đối với cá nhân Bùi Tùng á, và thưa quan cũng xin hỏi mọi người dưới đây luôn, tức là mọi người có nhìn ra được cái độ, thưa quan xin lỗi nha, cái độ khốn nạn của đám chống cộng cực đoan không ạ? Đúng ạ. Bởi vì ca sĩ họ đã hát, họ cần khán giả, cái đó là rõ ràng, và họ hát cái gì đó họ cho là nó đúng đắn, đúng không? Thì ở đây thí dụ họ không chấp nhận hát những bài hát theo định hướng của cái đám chống cộng cực đoan á, thì bọn chúng sẽ có như động thái là chúng tẩy tẩy chay, đúng chưa? Và kể cả có những ca sĩ ở bên đó lâu năm mà khi về Việt Nam hát á, bởi vì họ 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 cái đầu tiên là họ cái tình cái lòng đam mê
đam mê cái hát đúng không? Và cái thứ hai thì dĩ nhiên nó không nằm ngoài kinh tế, thì họ về Việt Nam để họ hát, họ kiếm sống. Và khi từ Việt Nam đi qua lại bên Mỹ thì cái đám này nó lại có những động thái, nó tẩy chay họ, nó đẩy họ vào cái con đường cùng, tức là không được ca hát nữa. Thì mọi người đó, đối đối Bùi Tùng với mọi người có thấy đây là cái điểm cực kỳ khốn nạn của đám chống cộng cực đoan không? Đúng không ạ? Thì nó nói lên gì? Nó nói lên là nó thương dân ở đâu, nó đấu tranh cho dân ở đâu đó. Bởi vậy hôm nay là anh mà Thơ Quang mở cái like này là cũng lồng ghé lồng vào cái vấn đề là những phải đó, bọn chúng nó là lợi dụng hình ảnh cờ vàng không để làm chính trị, để kiếm cơm không? Đúng không? Rõ ràng đúng chưa? Đó, xin mời Bùi Tùng chia sẻ tiếp ạ. Tụi nó cũng, em nghĩ là tụi nó cũng mượn cái lá cờ vàng đó, nhưng mà tụi nó hình như hơi ham hố anh. Nên là tụi nó muốn đẩy cao cái cao trào là coi như là xông qua ngày 6 tháng 1 là vẫy cái cờ đó lên để coi như là hùng binh thiên hạ, tập hợp thiên hạ, kéo bày kéo đảng để mà có thể là gây cái sức ảnh hưởng lớn. Nhưng mà tụi nó lại cuối cùng đâm phải cái hùng trăm, trời ơi, làm cho lớn, cuối cùng cả đoàn thê tử là đồng vô cái hùng trăm hết. Là bây giờ cái lá cờ vàng là trở thành mục tiêu của FBI chứ không phải là mục tiêu của Việt Nam. Bây giờ Việt Nam không quan tâm, mà bây giờ FBI mới quan tâm. Bây giờ người ta đâu cần biết, người ta không cần biết nhiều. Bất cứ cái nhà nào, bất cứ cái chỗ nào, bất cứ cái nơi nào ở Mỹ mà treo cái cờ ba que là nó tới ngay. Nó hỏi ngay, ủa đây đâu rồi? Người nào đang cầm cái cờ này? Người nào cầm cái cờ này treo là công an nó hỏi. Mà tội nghiệp là bây giờ không chỉ là cái chuyện mà tụi nó bị cái lá cờ tụi nó bị nha anh. Mà bây giờ là tụi nó bưng bô cho ông Trump. Tụi nó bưng bô cho ông Trump là thế này thế nọ thế kia, hay lắm, vĩ đại lắm. Cuối cùng bây giờ ông Trump ổng phát ngôn, ổng nói cái vụ mà virus China. Bây giờ chính tụi nó mới bị cộng dân Mỹ nó kỳ thị. Đúng rồi. Tụi nó bưng bô cho ông Trump, bưng bô quá trời cho ông Trump, nhưng mà cái câu nói của ông Trump là giết chết tụi nó. Bây giờ đâu ai biết, đâu ai cần biết đâu. Bây giờ cứ ra đường như cái mặt của em với mặt của anh mà đi ra bên Mỹ là nó tán ai. Đúng rồi. Dân châu Á cái mà. Mày mà ra tán ngay, thấy dân châu Á là tán ngay, đâu cần biết. Tao cóc cần biết mày Hàn Quốc, Nhật Bản gì, Trung Quốc gì, không cần biết. Tao thấy là tao tán thì tại tao biết, tao nghĩ là mày là con virus. Tại vì ông Trump nói. Ông Trump nói đúng mà, rồi. Ông Trump là thần tượng của tụi nó nói. Đó, tụi nó chết ở chỗ là tụi nó tin vào ông Trump. Tin sái cổ rồi, làm đủ thứ chuyện để mà cầu mong ông Trump thắng cử. Nhưng mà chỉ vì những cái lời nói, chỉ vì những cái sự gọi là chơi chính trị, trò chơi chính trị của ông Trump mà bây giờ tụi nó mắc quay. Anh thấy có khổ không? Người Việt mình của mình bây giờ khổ. Bây giờ em nói thiệt, bây giờ cầm cái cờ đi ra ngoài mấy bước là công an nó đã hỏi. Công an nó đã dí nó hỏi rồi. Rồi bây giờ cứ cho là công an không hỏi đi. Thì cái tụi da trắng nó cũng tìm tới tận nhà. Bây giờ đi ra đường lết hết là nó sắp đầu là nó bắt đầu nó kiếm chuyện. Đó, coi như là sống ở với dân bản địa sống cũng không được, mà sống với chính quyền bản địa sống cũng không xong. Không xong. Bây giờ không biết là bây giờ là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ họ sẽ sống như thế nào. Chắc là em nghĩ là phải chui rút ở trong cái màn hình studio chống cộng trong đó thôi, chứ không dám rút ra ngoài đường đâu. Không dám rút đâu. Có khi là bây giờ nếu mà muốn mua thức ăn thì nhờ đại cái người nào, hoặc là ông da đen hay là ông da trắng nào, ông hàng xóm nào ra mua giùm. Chứ bây giờ đút cái đầu ra siêu thị, em nói thẳng bây giờ đút cái đầu ra siêu thị nó tán chứ không còn cái răng. Chắc cú. Tại vì bây giờ rất là nguy hiểm, đúng không? Cái dân da trắng bây giờ là coi như là nó rất thù địch. Nó bị tiêm nhiễm những cái câu chuyện của ông Trump, bây giờ nó rất thù địch với cái người da vàng của mình. Bây giờ là tình hình nó rất là căng. Em thấy là có một số anh chị em ở bên Mỹ, không biết sao nhưng mà cảm giác như là mấy anh chị live stream, nhưng em thấy là mấy anh chị tâm tư rất là nặng trĩu luôn. Cực kỳ căng thẳng và mệt mỏi. Nếu mà mình mà cuộc sống như anh nghĩ một cái cuộc sống mà mình không được ra khỏi nhà, mình cứ ru rú ở trong nhà, thì cái cuộc sống nó thật sự là nó cũng rất mệt mỏi, căng thẳng. Đó. Áp lực. Mà bây giờ tụi nó làm như vậy đó, tụi nó làm như vậy, tụi nó hại tụi nó không xong thì rồi tụi nó hại cả những cái người Việt Nam mà không dính vô chính trị. Những người ta đâu có quan tâm chính trị đâu, người ta làm ăn bình thường cũng bởi vì tụi nó mà bây giờ bị ảnh hưởng. Bây giờ em nói thiệt chứ những cái quán phở ở bên Mỹ mà mở quán ra người ta cũng đâu có biết về chính trị đó. Nhưng mà bây giờ đúng chắc rồi. Người ta sẽ bị ảnh hưởng. Người da trắng nó vô nó ăn, bây giờ nó thậm chí bây giờ nó ăn nó không trả tiền á, bây giờ mày làm gì tao? Bây giờ tao vô tao ăn tao không trả tiền á, mày làm gì tao? Hoặc là chỉ cần dân bản xứ họ có động thái họ tẩy chay thôi cũng mệt. Bùi Tùng công nhận không? Đó họ tẩy chay thôi.
chứ mình khỏi khỏi cần họ đánh phá hay họ đập phá gì cả. Họ có những cái động thái họ tẩy chay, họ mà gọi là xa lánh thôi là cũng khó sống lắm. Nói đơn thuần, thí dụ giờ nó thấy người Việt Nam là người châu Á này, nó không nhận vào làm, cái chuyện này là họ có quyền, đúng không? Cái văn hóa bên Mỹ, hoàn văn hóa việc làm bên Mỹ là rất là sòng phẳng, thích thì tôi thuê anh, còn tôi không thích tôi sa thải anh bất cứ giờ phút nào, đúng chưa Bùi Tùng, công nhận không? Đó tôi nói, như anh nói, thí dụ bây giờ nếu đặt trường hợp cho mình, đặt trường hợp nha, đó nếu mà họ kỳ thị đi, đúng không? Bây giờ chỉ cần thấy là thằng này là dân châu Á nè, mà mũi tẹt là mắt hí nè, là ta không nhận mày làm, thì có phải là có chết không? Có một đường nó chết không? Đường không sống nổi không? Đúng không? Đó là chẳng mấy chốc lại lại ra ra lều nằm nữa thôi. Cái sự kỳ thị của cộng đồng nó nguy hiểm như vậy, mà họ Đúng rồi. không biết ngay 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 từ đầu, họ không biết yêu quý. Ví dụ như họ bây giờ, em nói thiệt nha, họ ghét Việt Nam, họ chê Việt Nam vì Việt Nam là bây giờ do cộng sản lãnh đạo thì ok coi được đi, nhưng mình sang bên Mỹ mình sống, mình cũng phải hiểu chuyện một chút. Bây giờ nhà mình không có, mình sống ở đợ, sống ở bên nhà ông hàng xóm thì làm ơn im cái mồm, im lặng sống cho hết cái quãng đời với cái đất nước mới đi. Không, không chịu. Ở đất nước mới đòi đua tranh với thiên hạ, cầm cờ đi biểu tình, quậy phá. Đi biểu tình thì không thôi, ví dụ như ngồi ngoài thì không nói làm chi, cầm cờ rồi còn chạy sọc vô trong cái tòa nhà quốc hội đập phá rồi cướp bóc ở trong trỏng, treo cờ bẫy lung tung. Em không, cái thủ đoạn không có cách gì mà tự tưởng tượng được. Em nói thiệt là những cái người đó em không hiểu là họ họ tư duy, họ nghĩ sao, họ không biết là cái thân phận của họ là như thế nào. Suốt mấy năm trời rồi, người Mỹ thật ra mà nói là vì cái dân chủ và một chút gọi là nhân đạo thì thật ra họ mới nuôi những cái người đó đến tận bây giờ. Chứ thật ra là họ cũng ngán ngẩm, trong lòng họ cũng đã ngán ngẩm từ năm khoảng năm 94 95, khi mà đất Mỹ nó mở cấm vận cho mình. Thì thật ra là ở Mỹ là người ta bắt đầu người ta để ý nhóm cờ vàng rồi, người ta đã cảm thấy là cái nhóm này có vấn đề rồi, nhưng mà người ta nhịn nhịn để giữ cái sự yên bình, nhịn để mà còn tính những cái chuyện lớn lao. Thì họ không có gọi là chính phủ Mỹ, họ không có phải là xét nét những cái vấn đề nhỏ. Nhưng mà Đúng rồi. cái câu chuyện 6 tháng 1 vừa đây là coi như là theo em nghĩ đó là giọt nước mắt, giọt nước tràn ly rồi. Mọi cái sự chịu đựng của người Mỹ, chính phủ Mỹ đối với cái nhóm này là hết hết cỡ rồi. Tao nuôi mày ăn, tao cho mày đánh, tao cho mày ở Việt Nam quậy phá đánh để thắng cái thằng cộng sản. Đánh không được thì bây giờ mày về đây mày làm con chó con cho tao đi, ngoan ngoãn cho tao, tao còn chó ăn. Còn bây giờ mày qua nước Mỹ, mày đánh không lại cộng sản, mày qua đây mày quậy, qua đây mày kiếm chuyện mày quậy nữa, thì bây giờ mày nghĩ là tao sẽ đối xử với mày như thế nào? thì 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 Rồi. em nghĩ anh cũng thấy là cái vụ mà ông Biden ông gửi 33 người người Việt về Việt Nam, tuy là cái dạng đó em nghĩ là không phải dạng chính trị, không phải là tội chính trị mà chỉ là chắc là tội ở kia thôi, nhưng cái đó em nghĩ là cái hồi chuông báo động cho tụi nó. Làm sao là có nghĩa là chính phủ Mỹ bây giờ á, là hết tình với tụi bay rồi. Tụi tao bây giờ hết tình hết nghĩa tụi bay, ngoan ngoãn ở đây thì sống lâu, còn thích mà chống đối, còn thích mà tiếp tục mà còn quậy á, thì đó kết cục của tụi bay là như vậy. Tao tống về nước thôi, đơn giản lắm. Việt Nam mình nhận hay không thì em không biết, nhưng mà cái chuyện là chắc chắn là tao sẽ tống mày, Đúng tao rồi. đủ khả năng tống mày và tao dám tống mày về nước. Cho nên mày ăn mày sống mày ở đây thì mày cẩn thận. Thì em cũng cũng không phải là nói nặng gì, nhưng mà qua cái diễn đàn anh Thơ Quang, em mong muốn là những cái anh hải ngoại bây giờ hãy hãy gác chân gác tay lên trán suy nghĩ đi, suy nghĩ thật sự là bây giờ mình có cuộc sống của mình trong sắp tới sẽ như thế nào. Đúng Mình rồi. phải 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 tư duy chút xíu đi. Bây giờ phải 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 hợp thời, hợp 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 tình hợp lý mà sống. Mình đang ở đất của nước người ta rồi, và bây giờ là cái diện mình đang rơi vào cái vòng quay gọi là cái thù địch của người ta rồi, thì mình sống nên nên để ý chút xíu đi. Còn cái chuyện mà em nói thiệt, bây giờ chống chống cộng sản thì thật ra mà nói là nhà nước, ở nhà nước á, thì người ta có nghị định 36, người ta cũng 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 gọi là cũng hòa giải hòa hợp. Nhưng mà nếu như những cái thành phần mà chống cộng cực đoan như vậy á, thì theo em nghĩ là cũng không có hòa giải hòa hợp gì đâu. Nhưng mà nhà nước người ta cũng hiểu anh là cái nhóm này nó cũng không có bao nhiêu, nó cũng không có tới đâu hết á. Thì cứ cho quậy đi, cứ cho làm trong đi. trong trong Bùi Tùng này, trong cái nghị quyết 36 á là chúng ta chỉ có hòa hợp thôi chứ không có cái hòa giải nha Bùi Tùng nha. Mình mời Bùi Tùng nên nhớ lại.
Lại cái đó mình bắt con mình đi mình nói sai, cái là mấy ông kia ông chụp vào, ông lại xuyên tạc Bùi Tùng đó đó. Nhớ không? Tức là cái nghị quyết là mình chỉ có là hòa hợp thôi chứ không có hòa giải. Và ở đây thì Thơ Quang cũng cũng xin nhắc đến đến chính lại cái câu chuyện của Bùi Tùng. Tức là Bùi Tùng á, cậu ta chỉ viện dẫn và cậu ta nêu, cậu ta đặt vấn đề từ nãy giờ, cái những cái vấn đề gì mà cậu ta nêu về đất nước Mỹ á, là chẳng qua Bùi Tùng mà cậu ta nêu lên để cậu ta lên án những cái thành phần lợi dụng cờ vàng đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ cái cuộc sống của kiều bào ở hải ngoại. Với hành vi là thí dụ Bùi Tùng đặt ra vấn đề là thí dụ như bây giờ đó, những người bán phở đi đi vào mà đặt trường hợp những người da trắng họ cực đoan, họ họ ăn uống gì đó họ không trả tiền, hoặc là họ có những động thái thế này thế nọ, thì mọi câu chuyện là Bùi Tùng chỉ là đặt vấn đề chứ không phải là Bùi Tùng nói là cái thực tế của nước Mỹ nó là như vậy. Mọi người nên hiểu như vậy, tức là cậu Bùi Tùng cũng chỉ đặt lên vấn đề cái góc nhìn của cậu Bùi Tùng thôi, và cái chính là đặt vấn đề đó để lên án những thành phần chống cộng cực đoan lợi dụng cờ vàng đó đã gây ra ra những cái câu chuyện giống như, và điển hình đỉnh điểm của câu chuyện đó là gì, là cái ngày 6 tháng 1 mang cái cờ vàng vào cắm trong tòa nhà Quốc hội Mỹ. Đó, và dẫn đến câu chuyện là sẽ giống như những cái lời và ủng hộ của ông Trump gì đó đó, thì nó hệ lụy, nó sau này nó hệ lụy sau này nó xảy ra rất là lớn đó. Thì vấn đề là cậu Bùi Tùng chỉ là đặt vấn đề thôi, mọi người nghe nghe cho rõ, nắm cho rõ đoạn này, tại vì chắc cái mic của cậu Tùng nó, Bùi Tùng nó bị âm thanh nó không đều á, lúc lớn lúc nhỏ. Còn Thơ Quang thì Thơ Quang nghe bằng tai nghe thì nghe rất là rõ đó, thì nói lại cho mọi người để nắm rõ cái điều này nha. Rồi ok, mời Bùi Tùng chia sẻ tiếp ạ. Thì em cũng qua anh Thơ Quang thì em cũng đồng ý với anh Thơ Quang, tức là Ừ. cái vấn đề mà kỳ thị á, nó sẽ có Ừ. nhiều hạng mục lắm. Từ đây Đúng cho đến rồi. tương lai là người ta sẽ có rất nhiều hạng mục, có thể là Ừ. chửi bới, hoặc là có thể là đánh lén hay cái gì đó, hoặc là có thể là gây khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm hay đối tác trong công việc, nhiều lắm. Nhưng mà cái vấn đề mình mà người Việt chúng ta phải đối mặt trong tương lai á, là theo em nghĩ đó là bây giờ mình sẽ sống sao trong những cái năm tới, và làm sao để cho những cái người, những cái dân tộc khác, những cái sắc tộc khác họ thay đổi quan điểm về người Việt ở hải ngoại, là cái câu hỏi lớn nhất mà bây giờ mà em không biết là người hải ngoại họ có đặt câu hỏi không, họ có bao giờ họ đặt cái câu hỏi đó hay không thì em không biết. Nhưng mà em sẽ đặt một cái câu hỏi là tương lai 10 năm nữa, 20 năm nữa thì những cái người 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 cờ vàng họ sẽ sống như thế nào, họ sẽ trang bị những điều gì, và họ có xóa bỏ đi những cái ấn tượng xấu mà người bản địa đối với họ hay không. Thì bây giờ phải quan trọng là nhờ cái cách sống của họ đây, cái cách ứng xử, cách sống, cách hiểu chuyện của họ đây, chứ bây giờ thật ra mà nói là không có cách nào hết. Anh cũng thấy rồi đó, ở nước Mỹ bây giờ nó chia rẽ lung tung, mà chính phủ Mỹ thì bây giờ coi nó coi lơ luôn cái chuyện mà nước Mỹ bây giờ chia rẽ, coi như chính phủ giả bộ làm lơ như không biết. Bây giờ cũng ráng làm được bao nhiêu thì làm, còn cái chuyện mà bây giờ ở thực tế ở cái xã hội Mỹ mà các sắc tộc mà có mâu thuẫn hay là có gọi là có choảng nhau đi chăng nữa thì em nghĩ chính phủ nó cũng 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 cũng, cũng không thể đâu, cũng không thể can thiệp hết đâu. Cho nên là bây giờ cuộc sống ở phía trước là nó rất là khác rồi. Còn cái chuyện mà cái tụi mấy cái tụi mà mượn danh của cờ vàng á, thì em thấy là cũng cũng móc được một số thành phần ở trong nước, những cái bạn trẻ hay là những cái người mà không có thông tin này nọ, không hiểu về những cái vấn đề của tình hình đất nước á, rồi đi donate, đi ủng hộ tiền, ủng hộ thế này thế kia cho tụi nó. Thì em nghĩ là họ chắc có thể là họ cũng thiếu hiểu biết, nhưng mà cũng có thể là họ cái kiểu giống như họ nhìn cái mặt trái của xã hội, họ nhìn có cái khía cạnh nè, họ nhìn có khía cạnh đó rồi họ bám víu vô, rồi họ nói là những cái thằng chống cộng này tốt, thằng Trương Quốc Huy á. Nhưng mà em có coi cái clip của nó, thật ra mà nói là thằng Trương Quốc Huy nó có một cái điểm mạnh của nó là khi mà nó lên livestream bất cứ một cái chủ đề nào là trước đó là nó nghiên cứu kỹ lắm. Nó giống như là nó viết ra từng giấy, từng ý, từng ý, từng ý, mà nó viết ra từng ý, nó sẽ khai thác chỗ đó là chỗ gì, chỗ nào nó xuyên tạc, điểm A, điểm B, điểm C là gì. Còn anh em yêu nước như tụi mình á, nhiều khi em nói thật với anh là tụi mình là hứng đến đâu nói đến đó, biết đến đâu thì nhiều khi nói đến đó. Còn Đúng nó rồi. là coi như là một kịch bản luôn, Hollywood luôn, tức là Thì tối ngày hôm đó nó trang bị sẵn, trang bị sẵn. Ví dụ như là cái chỗ này nè, cái chỗ này trong cái hiệp định này này, hay trong cái văn bản này là điểm này yếu nè, rồi ý thứ hai là cái văn bản này yếu chỗ này nè, rồi ý thứ ba cái sự kiện này yếu chỗ nào, là nó sẽ liệt kê hết thành một cái tờ giấy. Rồi sau đó ngày mai khi mà nó livestream mà nó đưa tờ giấy lên nó đọc, nó chuyên phân nghiệp tích mà, dựa trên nói cái vậy nó sự chuyên nghiệp, nó chuyên dạ nghiệp, nó kiếm cơm mà.
Đúng không? Chuyên nghiệp để kiếm cơm mà. Ừ. mà người Việt mình thì có một cái điểm yếu là khi có một cái thông tin nào mà xuất hiện á, chúng ta không kiểm chứng. Em thấy người Việt Đúng. có một cái điểm yếu là chúng ta không kiểm chứng, cứ thông tin cứ đăng lên là coi, đăng lên là tin, đăng lên là nghe, chẳng có Đúng kiểm chứng, chẳng có bao giờ coi. Mặc dù là nếu như cỡ như là anh Thơ Quang hay là nếu chúng ta đọc sách đọc báo nhiều là chúng ta đọc một hồi là chúng ta lòi ra, coi rồi, sơ có chọn cái lọc. bắt đầu ta lòi ra là Việt mình thực sự là họ không không có thói quen, không có thói quen kiểm soát hay là kiểm chứng thông tin, cho nên là những cái luồng thông tin bậy bạ đó, những cái xuyên tạc đó là nó bắt đầu nó đi vô lòng người là như vậy. Cho nên là em có cảm nghĩ đâu, em có thấy là mặc dù là anh em yêu nước cờ đỏ chúng ta là chúng ta đi đường ánh sáng, chúng mà chúng ta đi đường đường thẳng, nhưng mà tụi bên kia tụi phản động là nó đi trong bóng tối anh, tức là Ừ. nó sẽ đánh úp trong bóng tối. Cho nên là chúng ta thì nhiều khi là có những cái chúng ta bị động lắm, tức là chúng ta phải 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 giải thích hết điều này, giải thích hết điều kia, giải thích A B C, trong khi tụi nó thích là tụi nó chọt, có vấn đề gì là tụi nó chọt, nó đâm trong bóng đêm, còn mình là ngoài ánh sáng, mình cứ phải vá hết chỗ này rồi lại vá sang chỗ kia, rồi phải giải thích cho người này người kia. Cho nên cái đó là cái điểm mà tụi nó cứ hay khai thác này, mà tụi nó chủ động hết từ đầu đến cuối, là tụi nó chủ động hết là ngày hôm nay là chúng ta sẽ xuyên tạc chỗ này nè, ngày mai mở clip xuyên tạc chỗ kia, Có bài bản đúng hoặc không, là tức có là có người bài thì bản, phải có phân cơ công quan nhiệm thì vụ rõ ràng đúng không? cứ phải hết, cứ phải hết ngày này là phải nói điều này, rồi ngày mai là phải chuyển chủ đề chạy sang chỗ kia. Nó rất mất thời gian, rất mất thời gian và rất mất cái nguồn lực nữa. Một cái vấn đề ví dụ như là đất nước mà nó như thế này thế kia, em nói thiệt với anh là nhiều khi chúng ta cũng phải coi sách vở, coi sách báo nhiều lắm chúng ta mới biết. Còn tụi nó xuyên tạc thì dễ lắm, câu chữ cái tụi nó chỉ cần thêm thắt một cái là nó ra cái ý khác rồi. Bởi vậy nó cũng có cái khổ của chúng ta, anh em chúng ta. Nhưng mà theo em nghĩ là với cái tinh thần nhiệt huyết của anh cũng như là rất nhiều các anh chị khác thì em cũng nghĩ là chúng ta cũng sẽ có những cái biện pháp, những cái giải pháp. Thì bởi vì nói chung là bên kia thì có mấy cái thằng thằng lìu, thì mình cũng có mấy thằng lì. Đúng Em rồi. nghĩ là vậy, bên kia lìu thì bên đây cũng có lì. Lì là ở chỗ là mày lai đúng không, mày tao lái, đơn giản, sáng mày lai chiều tao lái, mốt mày lai thì chiều tao lai, tao sẽ kiên trì tao đấu vậy mày cùng. Cho nên em cũng 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 có thấy là Dương Vi có nhiều ngày tâm sự, thấy ở trên clip cứ cứ ủ ê buồn bã là sao mà cũng ít người coi rồi sao mà tụi nó cứ đâm thọt hoài. Thì em cũng nói với Dương Vi, em nói ráng lên, cái cuộc chiến này nó còn kéo dài lắm, không biết khi nào mà nó hết nữa, không biết khi nào hết. Cho nên là anh em tụi mình này thôi, cứ ngày nào có động lực, ngày nào còn sức khỏe, ngày nào còn khả năng thì chúng ta cứ cống hiến, chúng ta cứ làm, chúng ta cứ nỗ lực để mà vạch trần cái bộ mặt của cái tụi bắt que hải ngoại. Thì cái đó Đúng là rồi. cũng coi như là góp phần để xây dựng đất nước thôi, còn cái chuyện Đúng mà rồi. tới đâu thì hay đến đó. Chứ mà thật ra mà nói, em nói thiệt chứ không biết là anh em sẵn tiện cái livestream em hỏi anh Thơ Quang chứ chứ tốc độ mỗi ngày một livestream rồi mỗi ngày một chủ đề, anh có cực không? Vấn đề anh nói Bùi Tùng thế này nè, rõ ràng là cực chứ, rõ ràng là cực chứ, nhưng mà ở đây á, tại vì cái gì nói thẳng luôn, mình thấy vấn đề ở đây nó nhiều quá, nó nhiều quá, mà ở trong nước chúng ta thì lại ít những người có gọi là tự nguyện hoặc là tự giác, có những cái mở những cái like, những cái đàn như thế này để phản biện lại, để giúp cho người dân và đặc biệt là giới trẻ đó, họ có cái cơ sở để họ so sánh và họ đối chiếu, họ nhìn ra vấn đề Bùi Tùng biết không? Thì cho nên là mặc dù rất là cũng cực chứ, anh đi làm cả ngày mà tối cứ về thì cũng tranh thủ 8 9 giờ tối rồi đó, thôi mở lên. Thứ nhất là cũng tạo ra một cái sân chơi để cho tất cả những người có cái tinh thần mà gọi là yêu quê hương đất nước vào chơi. Và sau đó mình mổ xẻ ra, mình đưa ra vấn đề, mình đưa cái vấn đề mình nó nằm ở trên không gian mạng đó, để cho những người vào xem sau họ họ có cái nhìn nhận, họ so sánh nó chuẩn xác hơn. Mặc dù là cực cũng có cũng cũng phê, nhưng mà cũng cố gắng làm thôi, cũng cố gắng sẽ làm hết sức của mình đó, Bùi Tùng hiểu không? Nó là như vậy, chứ làm dĩ nhiên phải cực rồi chứ không cực sao được. Dạ thôi em cũng sẽ có một vài lời nói để góp thêm ý kiến cho diễn đàn, rồi có gì anh Thơ Quang mời các anh chị khác lên. Em cảm ơn anh Thơ Quang nhiều. Ok, cảm ơn Bùi Tùng nha. Rồi, rồi. Có gì cứ Dạ lên tham cảm ơn anh, gia. cảm ơn Rồi, cảm ơn em. Rồi, dạ rồi. dạ